cô tên là Nguyễn Thị Lan, cô ở Sóc Sơn, ở Hương Va, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội. Có mắc bệnh gì và biểu hiện của bệnh như thế nào? Cô bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, biểu hiện của bệnh là nó tê bì chân tay mà nó mỏi hết vai gáy. Cô đã đi điều trị ở đâu chưa? Cô đi chữa nhiều nơi, ở Bắc Giang này, Bắc Ninh này, Hà Tây này, nói chung là nhiều chỗ đó. Vậy bệnh tình như vậy ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của cô như thế nào? Cô đau, cô không ngủ được, kiểu ngủ phải kê gối nên ngủ mà nó buốt, không ngủ được, đi lại khó khăn, nó tê bế chân tay ấy. Vậy cô cấy chỉ lần này là thứ mấy hả cô? Cô cấy chỉ lần này là thứ ba. Vậy hai lần trước thì bệnh tình của mình đỡ được bao nhiêu phần trăm không? Bệnh tình của cô đợt trước là đỡ được 60-70% đấy, 60-70%. Đến bây giờ là cô cấy lần nãy là cô không ngủ, thì là tạm ổn rồi đấy, việc bệnh của cô là tạm ổn đấy. Vậy từ đâu cô biết tới phương pháp cấy chỉ? Cô nghe trên vô tuyến. Thì cô nghe đến, cô tìm đến địa chỉ này, là cô tìm nghe tiếng, thế là cô đến cô khám chữa luôn. Đấy. Cô thấy phương pháp cấy chỉ này có ưu điểm gì ạ? Cô thấy cấy chỉ này có ưu điểm là kiểu thay cho một biện pháp như là châm cứu, thế mà lại nhẹ nhàng, không đau. Cô có lời gì muốn gửi tới thạc sĩ bác sĩ Ngô Hồng Hùng? Cô chả biết nói thế nào, cô chỉ biết cảm ơn đến các bác sĩ và các nhân viên ở trong phòng khám của bệnh viện cấy chỉ Nặn Ông này đây, cô cảm ơn. Cô xin cảm ơn cô nhé, chúc cô có khỏe bệnh. Cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.